Em biết cái Thảo lượm lại xong đưa lại cho em được không? Lượm lại xong rồi đưa lại à? Hay là em chuyển lại cho Thảo nhé. Sao mà không được nhiều? Ừ. Có vấn đề gì? 우리 호두이네다. 왜 오류지? Thôi xếp không quan trọng đâu. Nhà mình cứ bắt đầu đi. Được rồi. Không có xếp hình nhà ta, xếp hình nhà ta giỏi điều này lắm. Em đọc nha. Không sử vào giờ xếp hình nhá. Ok, xếp hình bắt đầu đi. 12. Thừa nhận sai lầm. Sau một buổi dạy của tôi về sự xung đột, một thanh niên trẻ đang gặp tôi trong giờ nghỉ và nói: "Tôi đang dự định mở một công ty. Điều đó tốt cho anh đấy." Tôi đáp: "À vâng." Anh ta nói tiếp: "Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp theo đúng đắn. Nghĩa là tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Anh biết đấy." Tôi nói khi anh ta đang định đi: "Anh đang mắc sai lầm khi nghĩ rằng mình sẽ không mắc sai lầm nào. Kém hiểu biết thì không vui vẻ gì. Khi còn trẻ, bạn sống duy tâm và nghĩ rằng mình có thể lãnh đạo tốt hơn nhiều người lãnh đạo tiền nhiệm. Điều này cũng đúng với tôi. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đang rất tích cực, năng nổ, lạc quan và hoàn hảo và hoàn toàn hào hứng. Tôi thường lãnh đạo bằng giả định. Khi đó, với nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi thường cho rằng mọi việc đều tốt đẹp. Tôi không tìm kiếm các vấn đề bởi vì tôi không hy vọng bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng kết quả thì sao? Tôi đã bị thất vọng. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, tôi đều bị lung túng. Làm sao vấn đề như vậy có thể xảy ra nhỉ? Tôi tự hỏi. Sau khi rơi vào tình trạng lung túng khoảng 4-2 năm lần, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo. Khi có kinh nghiệm trong sự tuyệt vọng, một số người nói cho tôi biết một vài điều đã khiến tôi thay đổi phương thức lãnh đạo. Ông nói: "John, sai lầm lớn nhất mà cậu mắc phải là không biết mình đang mắc những sai lầm gì." Chính lời khuyên đó đã đưa sự nghiệp lãnh đạo của tôi sang một hướng mới. Đó là thời điểm tôi bắt đầu suy nghĩ thực tế. Khi kiểm điểm bản thân, tôi đã học được vài điều. 1. Tôi ít suy nghĩ về những lỗi mình có thể mắc phải. 2. Tôi cho rằng hướng đi đúng, tức là không có sai lầm. 3. Tôi không thừa nhận những sai lầm mà mình đã gây ra cho bản thân và những người khác. 4. Tôi không học hỏi từ những sai lầm của mình. 5. Tôi không giúp mọi người bằng cách dạy cho họ bằng những bài học rút ra từ sai lầm của mình. Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, tôi cần phải thay đổi. Tôi phải biết mình đang mắc những lỗi gì. Thất bại để thành công. Không ai đánh giá con người chính xác hơn người đã phát minh ra cái tẩy bút chì. Ai cũng mắc lỗi, dù là lỗi lớn hay nhỏ. Để nhận được sự chú ý tối đa, hãy tạo ra lỗi lớn để gây ra thiệt hại lớn nhất. Đừng thừa nhận chúng. Điều đó sẽ làm cho bạn không thể trưởng thành và trong vai trò một lãnh đạo. Trên con đường dẫn tới thành công, số lần bạn mắc phải cùng một lỗi lớn mới là điều đáng quan tâm, chứ không phải lỗi số bạn mắc phải. nếu bạn muốn học cách thất bại để thành công và cách khắc phục những sai lầm, bạn phải tạo ra lợi nhuận tối đa. Dưới đây là 5 lời khuyên cho bạn. 1. Thừa nhận những sai lầm và điểm yếu của bạn. Mới đây, tôi đã có một cuộc nói chuyện với một vài vị giám đốc điều hành trong một buổi hội thảo. Tôi khuyến khích họ bằng bày tỏ sai lầm và điểm yếu của mình với nhân viên. Không khí phòng họp trở nên rất căng thẳng và họ đã không nghe lời khuyên của tôi. Trong giờ giải lao, khi tôi đang ký tặng sách, lãnh đạo của một công ty đến yêu cầu được gặp riêng tôi. Chúng tôi tách ra khỏi đám đông và người này nói: "Tôi không đồng ý với lời gợi ý của ông rằng chúng ta nên cho người khác biết là thất bại của mình." Sau đó, ông ta bắt đầu nói với tôi tầm quan trọng của việc tỏ ra mạnh mẽ và hoàn toàn tự tin trước nhân viên. Khi anh ta kết thúc, tôi nói: "Anh đang lãnh đạo theo một phương pháp sai lầm rồi." "Gì cơ?" Anh ta lo lắng hỏi. "Anh cho rằng nhân viên không biết những điểm yếu của anh." Tôi đáp. "Nhưng họ biết đấy. Khi anh thừa nhận khuyết điểm của mình, họ sẽ không ngạc nhiên. Tôi cam đoan là như thế. Họ có thể sẽ nhìn nhau và nói: 'Chà, hóa ra sếp cũng biết.' Từ giờ chúng ta không cần phải giả vờ nữa." Bước đầu tiên đã giải quyết những sai lầm của bạn và đưa ra bài học cho những người khác là phải có cái nhìn thực tế vào bản thân và thừa nhận khuyết điểm. Bạn không thể tiến bộ trong vai trò một lãnh đạo. Bạn cứ cố gắng thể hiện mình là người hoàn hảo. Cựu đô đốc hải quân Mỹ Mitchell viết trong cuốn sách tạm dịch "Đó là con tàu của bạn" như thế này: "Mỗi khi không nhận được kết quả mong muốn, tôi thường nhìn lại mình xem tôi có phải là nguyên nhân thất bại hay không. Tôi tự hỏi mình 3 câu hỏi. Tôi đã có mục đích rõ ràng chưa? Tôi có cho mọi người đủ thời gian và công cụ để thực hiện nhiệm vụ không? Tôi đã đào tạo họ đầy đủ chưa? Tôi phát hiện ra trong 90% thất bại, ít nhất cũng là một phần nguyên nhân của vấn đề. Thừa nhận thất bại là chịu trách nhiệm về chúng, sẽ cho phép chúng ta đi tiếp." 2. Coi việc chấp nhận sai lầm là một cái giá của sự tiến bộ. Nhà tâm lý học John Porter khẳng định những ai muốn thành công đều phải học cách coi thất bại là một điểm mạnh, một phần không thể tránh trên con đường vươn tới đỉnh cao. Không có gì hoàn hảo, kể cả bạn. Bạn nên quen dần với điều đó. Nếu bạn tiến về phía trước, bạn chắc chắn sẽ phải mắc những sai lầm. Tiền vệ bóng đá nổi tiếng John Montana của đội Hens đã nhận xét: "Thể hiện trên sân cỏ trước hàng triệu người xem truyền hình như thế vẫn là chưa đủ." Ngày thứ hai sau mỗi trận đấu, tôi đều xem lại những sai lầm của mình qua những đoạn phim quay chậm cùng với sự bình luận của các huấn luyện viên. Thậm chí khi tôi muốn thắng, chúng tôi cũng vẫn phải dành thời gian xem xét lại những sai lầm của mình. Khi bị buộc phải đối đầu với những sai lầm mà bạn thường xuyên mắc phải, bạn phải tự học cách không mắc những lỗi đó nữa. tôi đã nhanh chóng học được cách thất bại từ những lỗi sai của mình và tiếp tục tiến lên. Tại sao lại trừng phạt mình vì lỗi đó? Chỉ vì lần sau làm tốt hơn là được. Không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với những sai lầm của mình và tự học cách sửa chữa. Bởi vì Montana đã làm được điều này, anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia. Khả năng lãnh đạo, khả năng đối phó, khả năng khiến anh được gọi là John trầm tĩnh. Những phẩm chất đó còn giúp anh 3 lần giành siêu cúp MVP. Nếu bạn muốn đạt tới tiềm năng của mình trong vai trò một nhà lãnh đạo, hãy sẵn sàng chờ đợi thất bại và thừa nhận sai lầm. 3. Hãy học hỏi từ sai lầm. Tác giả và chuyên gia về lãnh đạo Tom Bester viết: từ cấp chi nhánh nhỏ nhất cho tới cấp công ty liên hợp, không có gì vô ích hơn một người sau một ngày làm việc nói như đọc báo cáo: "Ồ, tôi đã hoàn thành công việc trong ngày mà không cần bỏ nhiều công sức." Hai phản ứng phổ biến của con người. Khi gặp thất bại, trong khi một người do dự vì cảm thấy tự ti, kém cỏi, thì người kia lại bận rộn mắc sai lầm. Họ hỏi từ nó và trở nên tốt hơn. Mọi người có thể chạy xa khỏi thất bại và tự làm tổn thương mình, hoặc rút ra bài học từ thất bại đó và tự giúp mình. Từ những người luôn tìm cách lẩn tránh thất bại, không bao giờ chịu rút ra bài học, và kết quả sẽ lặp đi lặp lại những sai lầm giống nhau. Còn những người luôn sẵn sàng rút ra bài học từ những thất bại sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm ấy nữa. Như tác giả William đã nhận xét, những người giỏi sẽ vẫn giỏi bởi vì họ trở nên khôn ngoan hơn qua thất bại. Chúng ta học hỏi được rất ít từ thành công. Các nhà lãnh đạo cần phải học hỏi các nhà khoa học. Trong khoa học, những thất bại luôn xuất hiện trước khi ta tìm thấy chân lý. Em đọc đến đây rồi, kế tiếp là xếp Hồng vào đây. Em xin tiếp tục nhé. Phần 4. Hãy hỏi bản thân và những người khác, chúng ta đang bỏ qua điều gì? Có một số người không mong đợi điều gì ngoài khó khăn. Họ là những người bi quan, vì thế họ không mong đợi điều tốt đẹp nào. Những người khác, như tôi, thường có xu hướng coi mọi việc đều tốt. Nhưng cả hai lối suy nghĩ, điều này làm cho nhà lãnh đạo phải đau đầu. Elizabeth Elliot, tác giả của cuốn On That One Is Out, tạm dịch tất cả đều là của chúng ta, đã chỉ ra rằng tất cả các thế hệ đều phạm sai lầm, kể cả chúng ta, và chúng ta vẫn đang tiếp tục sai lầm. Chúng ta tạo dựng những hình ảnh được tạc khắc mà không thể bị thay đổi. Chúng ta sa thải hoặc nhận người vào làm, mua sản phẩm, nhận các chương trình và những lời tuyên truyền dựa vào các nhãn hiệu và vẻ bề ngoài của chúng. Chúng ta biết rất ít về một điều gì đó, nhưng lại xử sự như thể biết mọi thứ. Các nhà lãnh đạo cần phải nhận thức rõ hơn về điều đó. Thật đơn giản khi đưa ra quyết định dựa trên điều chúng ta biết. Nhưng luôn có những điều chúng ta không biết. Thật dễ dàng chọn một hướng đi theo những gì chúng ta nhìn thấy. nhưng chúng ta lại không nhìn thấy. Đọc được ẩn ý là điều cần thiết để lãnh đạo tốt. Phần lớn chúng ta đều làm vậy. Khi tự hỏi, chúng ta đang bỏ qua điều gì? Trở lại những năm 1990, trong thời kỳ bùng nổ các công ty dot-com, dường như mọi người đều muốn tham gia vào những công ty lớn. Lúc đó, ban lãnh đạo của một công ty của tôi nuôi dưỡng ý tưởng tạo một công ty dot-com do các nhà lãnh đạo. Mỗi khi ai đó đưa vấn đề này ra bàn tán, cả phòng đều sôi nổi hẳn lên. Mỗi người đều rất hào hứng với tiềm năng của việc kinh doanh này. Tuy nhiên, mỗi khi vấn đề này được thảo luận thì Larry, em trai tôi, lại đưa ra một câu hỏi đơn giản, kéo mọi người trở lại thực tại. Các công ty này sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách nào nếu không có vốn đầu tư ban đầu? Và không có ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Như vậy, Larry có phải là người phá đám, người thích chỉ trích ý tưởng của những người khác và đập tan các cơ hội? Không, cậu ấy là một người thực tế. Câu hỏi của cậu ấy chỉ là một dạng khác của câu hỏi chúng ta đang bỏ qua điều gì. Và khi thực tế các công ty dot-com phá sản, chúng tôi đều vui mừng khi Larry hỏi đùa câu hỏi đó. Giá trị của câu hỏi chúng ta đang bỏ qua điều gì là ở chỗ nó làm cho mọi người phải dừng lại và suy ngẫm. Nhiều người có thể thấy điều đó là hiển nhiên, chỉ một số người không thể chấp nhận nó. Các câu hỏi khó thường làm cho mọi người suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Không hỏi tức là coi một dự án là hoàn hảo, đầy tiềm năng, và nếu dự án đó được tiến hành cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng điều này lại không phải là thực tế. 5. Hãy để người xung quanh có quyền phản đối. Gần đây, tôi nhìn thấy biển hiệu tại một công ty có áp lực bán hàng cao như sau. Bạn muốn đi du lịch, bạn muốn gặp những người bạn mới, bạn muốn giải phóng tương lai của mình. Tất cả những điều này sẽ là của bạn nếu bạn phạm sai lầm thêm một lần nữa. Nỗi lo sợ về việc mắc sai lầm khiến nhiều người không phát huy được hết khả năng tiềm ẩn. Nỗi sợ phải trung thực với các lãnh đạo về những vấn đề tiềm ẩn mà một quá trình hoạt động có thể mang lại đã gây tác hại cho nhiều nhóm. Các nhà lãnh đạo tốt nhất thường mời các thành viên trong nhóm của mình đóng góp ý kiến. Các nhà lãnh đạo không tiếp nhận ý kiến của những người khác trong nhóm thì có thể dẫn tới một thảm họa. Michel Abrasov đã đề cập tới vấn đề này trong cuốn It's Yourself. Khi nghe tin này, tai nạn đắm tàu bị bi thảm của một tàu đánh cá Nhật Bản ngoài khơi của đảo Honolulu do tàu ngầm USS Geiger, tôi đã được nhắc nhở rằng giống như trường hợp các vụ tai nạn, một người nào đó có linh cảm nguy hiểm có thể xảy ra nhưng không nhất thiết phải nói ra thành lời. Và khi cuộc điều tra về tàu ngầm được tổ chức, tôi đã đọc một bài báo trên tờ The New York Times rằng thủy thủ đoàn tàu ngầm này quá kiên nể chỉ huy đến nỗi không nghi ngờ mệnh lệnh của ông ta. Nếu đó là sự kiên nể thì tôi không thích chút nào. Bạn cần phải có những con người trong tổ chức có thể vỗ vào vai bạn và nói liệu đó có phải là cách tốt nhất không, và từ từ đã nào, hãy nghĩ điều này xem, và Hay điều chúng ta đang làm có giết hại hoặc tổn thương ai không? Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều trường hợp này xảy ra bất ngờ mà các thuyền trưởng hoặc các nhà quản lý đã để cho không khí đe dọa lan tràn khắp khu vực làm việc. Những người cấp dưới chỉ im lặng trong những lời cảnh báo của họ có thể sẽ ngăn chặn được thảm họa. Thậm chí khi phải miễn cưỡng nói ra ý kiến của mình do sự ngưỡng mộ vào kỹ năng và kinh nghiệm của chỉ huy, thì cũng cần phải tạo ra một không khí chất vấn lại các quyết định để tăng cường hiệu quả của quyết định đó. Một cây làm chẳng nên nâng, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Vì tôi đã học được bài học này nên tôi đã thay đổi từ một người không thích nghe những tin xấu thành người sẵn sàng đón nhận chúng. Nhiều năm qua, tôi cho phép các nhân viên trong nhóm hỏi tôi những câu hỏi khó và đóng góp ý kiến khi họ không đồng ý với tôi. Tôi không muốn phạm sai lầm, và khi nghe một thành viên trong nhóm nói sao nỗi sai lầm, tôi đã nghĩ đó là một quyết định sai. Tôi muốn mọi người đóng góp ý kiến trước khi có kết quả, chứ không phải khi đã quá muộn mới đưa ra lời khuyên. Phản đối một quyết định không phải là sự bất trung. Tuy vậy, chất vấn một quyết định sau khi nó được đưa ra không thể hiện đó là một nhóm làm việc hiệu quả. Là nhà lãnh đạo, bạn cần phải cho phép nhân viên hỏi những câu hỏi khó và phản bác lại ý kiến của bạn. Các nhà lãnh đạo phải cho mọi người quyền được hỏi và phản bác. Nhưng thông thường, các nhà lãnh đạo thường thích nhân viên nhắm mắt làm theo hơn là đóng góp ý kiến thẳng thắn. Nhưng nếu tất cả mọi người đều im lặng khi nhà lãnh đạo suy nghĩ để đưa ra quyết định, thì họ lại không im lặng khi có sự việc xảy ra. Nếu một người bắt đầu làm việc gì đó bằng sự chắc chắn, anh ta sẽ kết thúc trong sự nghi ngờ. Nhưng nếu anh ta bắt đầu những việc đó bằng sự nghi ngờ, anh ta sẽ kết thúc bằng sự chắc chắn. Nhà triết học người Anh Francis Bacon khẳng định, nếu một người bắt đầu làm việc gì đó bằng sự chắc chắn, anh ta sẽ kết thúc trong sự nghi ngờ. Nhưng nếu anh ta bắt đầu việc đó bằng sự nghi ngờ, anh ta sẽ kết thúc bằng sự chắc chắn. Tôi muốn nhắc lại câu hỏi mà một người lãnh đạo luôn sẵn sàng hỏi: tôi đang mắc sai lầm gì? Bài tập áp dụng. Bạn có thái độ gì đối với các sai lầm? Bạn là người lạc quan, bi quan hay thực tế? Người lạc quan sợ việc tìm kiếm các vấn đề có thể xảy ra. Người bi quan tin rằng sẽ không có gì xảy ra ngoại trừ những khó khăn. Cả hai thái độ này đều không tốt. Bạn phải phấn đấu trở thành người thực tế. Tuần này, khi làm việc, bạn hãy tự hỏi mình, các đồng nghiệp và nhân viên, điều gì có thể xảy ra và chúng ta đang bỏ qua điều gì? Bạn có nhận lỗi của mình. Những lỗi lầm bạn mắc phải là tốt hay xấu? Bằng chứng về việc các nhà lãnh đạo có đón nhận sai lầm của mình và làm cho chúng trở nên có ích hay không được xác định bằng việc họ có thường xuyên mắc lỗi và thừa nhận lỗi lầm. Hãy đề nghị những người làm việc cùng bạn chấm điểm theo thang điểm từ 1 miễn cưỡng đến 10 tự nguyện về mức độ tự nhận lỗi của bạn. Nếu điểm của bạn thấp hơn 8, bạn cần cố gắng thừa nhận điểm yếu của mình trước người khác. Hãy nhận lỗi, rút ra bài học và coi thất bại như là một phần của thành công. 3. Bạn có ghi nhận những ý kiến tốt nhất từ cấp dưới. Bạn thường xuyên yêu cầu nhân viên của bạn đưa ra ý kiến trước các vấn đề như thế nào. Bạn thường xuyên ghi nhận những ý kiến của họ trong quá trình thu thập thông tin và đưa ra quyết định như thế nào. Là nhà lãnh đạo, bạn có trách nhiệm đưa ra các quyết định cuối cùng. Mọi người tuân theo quyết định của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không tận dụng tối đa những ý kiến và kinh nghiệm của nhân viên, tức là bạn đang giới hạn khả năng lãnh đạo hiệu quả của bản thân. Hãy bắt đầu hỏi ý kiến của những người khác ngày hôm nay. Lời khuyên: người mà bạn đang tư vấn không chấp nhận mạo hiểm và không mắc sai lầm thì có thể là do bạn. Là một người lãnh đạo tư vấn, bạn cần phải tạo ra một môi trường nơi mà không chỉ cho phép các sai lầm xảy ra, mà còn khuyến khích chúng ta chấp nhận chúng như là cái giá của sự tiến bộ. Hãy tạo không gian tồn tại cho các sai lầm cùng với những người mà bạn tư vấn. Hãy xác định những lĩnh vực mà bạn muốn họ trải qua hoặc chấp nhận mạo hiểm và cho phép họ mắc lỗi. Hãy sắp xếp một buổi họp trong tương lai để đánh giá sự thay đổi khả năng lãnh đạo của họ. Mình xin nhớ ạ. Cảm ơn sếp Hồng, cảm ơn sếp Trinh. Hi sếp. Hello các sếp đã lắng nghe. Hello các sếp. Đọc hay quá. Cảm ơn sếp Trinh, cảm ơn sếp Hồng. Chúng ta chụp ảnh trước nha. Mất thu đi. Y Chuyon bật camera một hôm nào. Sếp lắm đâu rồi? Sếp đang ở bệnh viện tối không bật được. Oh my god. Không, cứ bật ló cái mắt vào thôi, ló cái mặt vào thôi. Tao nhìn thấy gì đâu. Ồ. Đấy, ấy nhìn như bóng ma nhưng mà cũng không sao, cứ chụp đi. Hana hả tươi sếp. Ok, em chụp rồi. Mời các sếp phát biểu. Vâng, em nha. Đi đầu nha, xong phá. Đấy. Em chụp màn hình bằng cách em chụp màn hình trên máy vi tính bằng phím nào đấy? Bữa trước chị học rồi mà xong chị quên mất tiêu. Shift với cả cái cửa sổ. Em chụp màn hình ấy, em chụp màn hình bằng máy vi tính ấy, phím nào? Thì em đang bảo đây. Có nghĩa là mình nhấn cái shift thừa đấy, có cái chữ shift thừa và cái ô cửa sổ. Shift là phím nào nữa? Shift thừa với ô cửa sổ là một lúc nhá, và giây tiếp theo là chị sẽ nhấn chữ S. À ok. Trước chị học rồi mà xong không thực hành cho nên nó quên. Đúng rồi, đấy, cái này phải thực hiện liên tục nhiều khi quên mà. Rồi, mới xếp Hòa nào. Thì đấy. Okay, một cái nhỏ vậy nó cũng là một bài học. Không học thôi với hành là nó không có ra kết quả. Trong bài học ngày hôm nay thì em nhận ra một điều rằng, cũng như là sếp tổng của chúng ta vẫn nói chúng ta đó, thất bại bây giờ là em gọi là cụ tổ của thành công mất rồi. Tức là mình gặp khách hàng nha, và trong thực tế của chúng ta luôn là gặp khách hàng một lần họ từ chối là cái đó là mình đã thành công rất nhiều. Đó là sự thành công. Và em xin hết ạ. Ôi, sự hòa xong ngắn gọn vậy. Rồi, tóm lại bây giờ là thất bại là tổ của thành công. Nên là chúng ta cứ ngã rồi lại đứng lên, thất bại rồi là chúng ta sẽ có cái thành công lớn hơn tiếp theo. Đừng vì cái trở ngại đó, ví dụ hôm nay chúng ta gặp khách hàng, ôi, nó không chốt với mình đâu, gặp đứa khác cũng thế thôi, y xì thế. Thì cái sự lặp lại đó nó sẽ khiến cho chúng ta chùng bước. Và cái đó sẽ khiến cho chúng ta mất đi cái bản năng chính của mình, đó là cái sự phát huy, nó không có. Nhưng nếu mà mình được vượt qua đó, hôm nay gặp người này sẽ không có 100 người, 1.000 người thì sẽ có một người ta sẽ theo mình. Chứ không hẳn là 1.000 người đó không có ai theo mình. Nên là mình cứ đi, và từ cái đó là mình sẽ có bài học, có xương máu, có kinh nghiệm, và có những cái lời hoặc là có những cái bài học đắt giá cho mình. Và đó chính là cái mà mình học thực tế nhất, không ai dạy mình cả. Đó là cái cọ sát thực tế nhất. Thế là em cho nó lên là ông Tổ có thành công rồi. Cảm ơn sếp. Hãy làm quen với sự từ chối, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mời các sếp. Cảm ơn sếp Hòa. Vậy thì Huyên sẽ tiếp lời nhé. Chuẩn bị ra tập thể dục. Thì đúng là thất bại thì là tổ thành công. Thì Huyên thích là cái câu ở trong trang 174. Phần 5 là hãy để những người xung quanh có quyền phản đối. Thì có một công ty nó có tạo ra một cái biển hiệu như này, mà Huyên thấy rằng là bây giờ là chúng ta đang áp dụng đúng cái thời điểm này. Bạn muốn đi du lịch Hawaii đó, bạn muốn gặp những người bạn mới, đúng không? Chúng ta có muốn những quan hệ, đúng không? Bạn muốn giải phóng tương lai của mình, chúng ta có muốn một cái tương lai tốt đẹp không? 7 giàu, đúng không? Richie Group của chúng ta, giàu tiền, giàu bạn, giàu tất cả đó, đúng không ạ? Và tất cả những điều này sẽ là của bạn nếu bạn phạm sai lầm thêm một lần nữa. Thì cũng giống như là sẽ Hòa là chúng ta phải thất bại. Thì nếu mà chúng ta không làm, không thử, chúng ta không đi gặp khách hàng, chúng ta không tư vấn và chúng ta không thất bại, thì chúng ta cũng sẽ là không rút ra được, đúc kết được cái kinh nghiệm. Lý do mà tại sao như là sếp Phượng hay là sếp Thảo như chúng ta lại có thể là thành công, có nhiều kinh nghiệm, nên nói như là sách vậy. Vì thực ra là tất cả đều đúc kết từ thực tế cả ra thôi. Và chúng ta nên biết là chúng ta phải biết là nhận sai lầm, nhận ra cái lỗi của mình. Huyên cũng đã từng là một cái người mà trốn tránh cái sai lầm, trốn tránh cái lỗi, và không thích người khác là góp ý cho mình. Góp ý cái là mặt nó bắt đầu là mặt đã to bằng cái thớt rồi, nó to thành cái mông. Có ai có như vậy không ạ? Đó, nên là nhưng mà chúng ta phải biết thừa nhận được và rút nhận được cái sự góp ý của người khác. Người ta muốn mình tốt lên thì người ta mới góp ý thôi, nhất là ở trong công việc của mình. Tuyến trên của mình nói mình thực ra họ cũng đâu có quyền gì, đúng không? Họ cũng đầu tư vào giống như mình thôi, nhưng tại sao họ muốn mình tốt lên mà, nên là mình cứ nghe đi. Hiền xin hết. Dạ, em thích nhất là cái câu mà mặt to như cái thớt của sếp Viên. Thế mời sếp khác nào. Nói vậy là hơi bị đụng chạm đấy nhá sếp Viên nhá. Thế bây giờ em lại thêm vào câu là mặt dày như thớt thì em rất là dày. Chúng ta phải dày lại, dày khay. Rồi mời chị Hana, chị Hana phát biểu luôn nào. Đọc cái đoạn cuối của cái chương này nó rất là thấm thía. Vì sao? Vì bình thường á là tâm lý mình rất là sợ thất bại, đúng không? Sợ phải đối mặt với lại sự phản đối, hoặc là sợ phải đối mặt với lại cái sự mà góp ý của người khác. Mình cứ nghĩ là mình giỏi, mình tài, mình có tầm nhìn, có tư duy, có này có kia, có đủ thứ, cho nên khi mà mình dẫn dắt đội nhóm và mình đưa ra quyết định á, mình rất là sợ bị người khác phản đối, rất là ngại khi phải đối đầu với lại những cái ý kiến trái chiều của người khác. Nhưng nếu không có những ý kiến đó, nếu không có sự đóng góp đó thì mình đi một mình, chứ mình đâu có đi với đồng đội, đúng không? Tại vì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi cách nghĩ của mình là cách nghĩ của mình, còn cách nghĩ của mọi người là cách nghĩ của mọi người. Ví dụ trong đây cũng thế, mình 10 người đọc sách thì 10 người có 10 ý kiến, nó cũng khác nhau chứ nó không có giống nhau được. Có thể là có cái sự đồng tình, tức là đồng quan điểm với người này với người kia, nhưng cái quan điểm của mình nó chỉ ở cái mức chừng 50% thôi, còn lại là cái tình huống của mình thì mình nhớ nghĩ tới tình huống của mình, còn người khác họ nhớ nghĩ tới tình huống của họ, nhưng mà cái ý chính thì có thể là có cái sự đồng thuận, tức là đồng quan điểm với nhau. Chị thích cái câu đó là nếu một người bắt đầu làm việc gì đó bằng sự chắc chắn, anh ta sẽ kết thúc trong sự nghi ngờ. Nhưng nếu anh ta bắt đầu bằng việc gì đó bằng sự nghi ngờ, anh ta sẽ kết thúc bằng sự chắc chắn. Tức là mình lúc đầu mình có thể mình chắc chắn một điều gì đó, nhưng mình không tham vấn ý kiến của người khác và mình áp đặt vào mọi người, bắt mọi người phải theo. Nhưng mà sau đó kết quả lại không được như mình mong muốn. Thì đó là khi mình bắt đầu chắc chắn nhưng mình đã kết thúc trong nghi ngờ. Còn nếu mình tham vấn ý kiến của mọi người và lắng nghe ý kiến của mọi người và cùng đưa ra một cái quyết định thì lúc đó cái kết quả của mình nó sẽ sáng sủa hơn. Tại vì nếu sự cố xảy ra mọi người sẽ cùng chung tay với mình. Còn khi mình áp đặt đấy, sự cố xảy ra mọi người biết đó sẽ không có tốt đẹp gì, nhưng mà người ta cũng không muốn góp sức với mình nữa. Tại vì họ nản, họ bị đúng kiểu bị áp đặt, bị bắt buộc phải làm việc đó nên người ta không thích, và người ta không thích thì người ta không làm. Người ta có làm, người ta cũng chỉ làm theo kiểu chống đối thôi, chứ còn không phải là làm một cách tự nguyện. Không có tình nguyện thì không bao giờ mà cái kết quả nó như mình mong muốn. Thực sự là chị vào trong đây chị đọc sách với mọi người ấy, chị được tiếp thêm cái năng lượng tích cực rất nhiều. Tại vì sao lúc trước chị cũng rất là sợ bị từ chối. Tại vì chị cũng làm trong cái ngành này, chị cũng phải gặp khách hàng, chị cũng phải thuyết phục mà. Cho nên là khi mà gặp cái thời điểm đầu tiên á, khi mà chị bắt đầu công việc á, mà chị gặp khách hàng mà chị bị từ chối á, là cái tâm trạng của chị nó tụt dữ lắm. Tại vì lúc đầu khi mà chị bắt đầu công việc ấy, thì mọi bạn bè người này người kia cứ ủng hộ, nói là chưa làm đi làm được đấy mọi người, ta thấy mấy người này người kia họ làm được mà. Thế là mình cũng khí thế lắm, bắt đầu là vào học vào làm, gặp một vài người, 9 người bạn mà chị nghĩ là như chị em ấy là người đầu tiên từ chối chị, mà không phải là chị mời chị kéo gì đâu, chị cũng chỉ nói về bảo hiểm thôi. Nhưng mà bạn đó nói nghe một câu như thế này: nhà em là bảo hiểm chồng em lo hết rồi, em không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Đó là một câu nói cực kỳ thiếu sự tinh tế, Tại vì sao? Tại vì mình biết rõ là như thế rồi, nhưng mà một là mình không nói, hai nữa là mình nói cách khác, cùng là một ý đó mình nói cách khác để người kia người ta không bị ảnh hưởng bởi câu nói của mình. Vì sao? Vì đó không phải là một người mà xa lạ hoặc là một mối quan hệ mà xã giao, là một người bạn thân của chị mà mở miệng nói câu đó tự dưng làm chị thực sự là tụt cái cảm xúc thất vọng vô cùng. Cái sự từ chối đó nó giống như kiểu như là cái sự đánh gục mình ấy, rất là nhanh. Nó khiến cho chị cảm giác như là bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Sau đó thì trong cái nhóm của chị có ba chị em chơi với nhau, chị là lớn tuổi nhất, còn 2 em kia nó bằng tuổi nhau. Đó, một trong hai em thì một em đã nói một câu đó, cái em kia thì nó lại ủng hộ chị, nó rất là ủng hộ chị. Sau cái là nó còn muốn học theo chị nữa, nhưng mà nó con nhỏ kia nói với chị cái câu là nhà em bảo hiểm chồng em lo hết rồi, em không phải lo. Sau đó lại gặp cái em kia lại nói thế này: em đừng có làm bảo hiểm, em mà có làm bảo hiểm đi chăng nữa chị không bao giờ mua bảo hiểm cho em, chỉ mua của người ngoài, không bao giờ mua cho em. Đó, nói những câu như thế thì làm sao mà không bị tổn thương được, đúng không? Cho nên là lúc đầu mà chị gặp cái tình huống đó chị bị gục luôn á, tức là giống như kiểu như là mình đang từ trên cao mình bị rớt xuống luôn á, rất là khó đối đầu, rất là khó vượt qua. Mà vào trong này chị đọc sách với mọi người, chị được tiếp thêm cái năng lượng tích cực. Đó là gì? Cái sự thất bại nó chẳng có gì đáng sợ cả. Sợ ở chỗ là mình thất bại rồi mình có học được cái gì từ đó hay không ấy. Thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ ở chỗ là thất bại rồi có học được cái gì không. Đó, khi mình đã học được bài học thì chắc chắn mình sẽ lớn mạnh và mình sẽ vững vàng, mình sẽ trưởng thành. Còn nếu mình không học được gì thì đúng là mình bị chìm thật. Đó là cái bài học mà chị rút ra từ cái việc là thất bại. Cảm ơn chị Hana. Như trong cái cuốn sách này, thực tế là nếu như với công việc của chúng ta thì cái từ thất bại trong đây thì chúng ta hay đổi thành ấy, tức là cái công việc của chúng ta nên dùng cái từ là bị từ chối. Còn thực tế ra mà nói là đúng là thất bại là mẹ của thành công thật. Nhưng mà đối với cái ngành này thì nó không có từ thất bại, mà nó chỉ có cái từ là bỏ cuộc. Bạn không phải là bạn thất bại, mà ở đây bạn là người bỏ cuộc. Nếu như công ty nó vẫn còn, nếu công ty nó là công ty hợp pháp, nó vẫn là bình thường mà chúng ta không làm việc nữa, thì đó là cái sự bỏ cuộc của chúng ta, chứ không phải là sự thất bại. Còn đúng ra ở đây là chúng ta nên làm quen với cái sự từ chối và khắc phục những cái sai lầm của mình. Thì đấy là cái tư duy mà được mấy năm nay em học ở trong cái ngành này. Thì là họ nói, những cái người mà đi trước thì họ nói như vậy, có nghĩa là không phải bạn là người thất bại mà bạn là người bỏ cuộc. đối với cái ngành của kinh doanh hệ thống mạng lưới này, nếu mà đang làm những cái công ty hợp pháp. Còn cái mà chúng ta cần phải làm ở đây là làm quen với sự từ chối. Rồi tiếp tục mời các sếp khác nào. Cảm ơn chị Anna. Mà mình bỏ cuộc là mình thua cuộc rồi đó. Dạ. Chào các sếp, em xin nói nhé. Em tâm đắc nhất là câu là nếu bạn muốn đạt tới tiềm năng của mình trong vai trò một nhà lãnh đạo, hãy sẵn sàng chờ đợi thất bại và thừa nhận sai lầm. Chỉ có sai lầm mình mới làm được tốt hơn ấy. Em nghĩ những không phải công việc của chúng ta không, những công việc khác cũng vậy nữa. Giống như em đi làm chỗ mà hướng dẫn đi, em hướng dẫn người kia nhưng mà người kia lại không tin em, người ta không nghe, người ta đi kiếm người khác, ta hỏi, thì cái đó là ý nghĩ của người ta thôi, nhưng mà không phải là người ta sai hết. Có đôi khi mình không biết một cái gì đó, ta hỏi với người mà biết hơn ấy, mình cứ chấp nhận là sau đó mình sai nhưng mà em đi theo người đó, em sẽ theo một hay sao vậy, em coi nghe coi cái người đó hỏi xong người kia trả lời như thế nào, coi em có sai cái gì, em cần học hỏi cái gì không. Cái đó rất là hay, mình phải biết học hỏi nữa, không ai đúng hết cũng không ai sai hết nữa. Với lại trong đội nhóm hoặc là trong gia đình cũng vậy, con mình đôi khi mình la nó cũng la sai cũng có, nhằm khi chồng mình quạo theo là cũng sai cũng có, ai cũng có sai cũng đúng ấy. Mình luôn nghe cái Phượng hay nói là luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu á. Nhờ cái câu đó mà lúc mà em nóng giận là em chỉ nhớ lại câu đó thôi, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, biết sai lầm, ai cũng có sai, chẳng một lời nói nào cũng vậy á. Đôi khi cãi nhau là ai cũng có người sai trước, có người sai sau thôi. Hôm qua em cũng tư vấn một người đó, nói chuyện với cô sao mà hai người cãi nhau, thì nghe đi nghe lại thì cô sai trước, tại cô lớn tiếng trước, nhưng mà nghe sâu vào thì chị ấy cũng có sai. Chứ em nói cô kia thì sai đúng rồi chị ạ, nhưng cô sai trước thôi, nhưng cái phần sau là chị sai nữa, chị cũng sai, chị sai sao thôi, người sai lớn người sai nhỏ thôi, trong đây ai cũng sai. Em nói gì chị nói em nói với em là đúng rồi, xong chị giải thích thì nói chung là chỉ nghe một hồi là chị biết chị sai, xong hai người giải hòa với nhau, nói chuyện với nhau thôi. Em nghĩ câu đó là thường là lắng nghe là thấu hiểu, mình lắng nghe mình thấu hiểu mình mới nói được câu đó thôi. Em xin hết nhé. Cảm ơn sếp Tiên, lúc nào cũng sâu sắc em nhé. Đấy thì cái bài hôm nay thì chúng ta luôn luôn áp dụng trong cái công việc của chúng ta. Có một nỗi sợ là nỗi sợ sai lầm, chúng ta hay sợ sai lầm nên không dám làm những cái việc mà giống như chúng ta đi tư